chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Phước Sửu Realtor. Thì hiện tại Phước Sửu đang đứng tại Bình Châu. Thì hiện tại Phước Sửu sẽ review cho mọi người một số đất nền tách thửa tại Bình Châu. Với vị trí này thì cách dự án Nova khoảng 300m và di chuyển đi chợ Hồ Tràm tầm khoảng 5-7 cây số. Sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của làn sóng dịch bệnh lần thứ tư, thị trường đất nền nhà phố và nhiều tỉnh thành phía Nam đang đón nhận những dấu hiệu tăng trưởng tích cực, trở thành phần thu hút nhà đầu tư hậu Covid-19. Trong đó, Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những thị trường sôi động nhất. Tại đây, thị trường bất động sản đang có những bước tiến đột phá và dự án đất Bình Châu là một trong số đó. Khu đất Bình Châu được biết đến là khu đất mặt tiền đường ven biển, cách Novaworld Hồ Tràm 150m. Vị trí mặt tiền lô đất Bình Châu đường ven biển Bình Châu, đường nhựa lộ giới 24m, lưu lượng giao thông lớn hướng từ Hồ Tràm đi lại Bình Thuận, cách cảng đá Bình Châu chỉ 750m, cách chợ Bình Châu 1,7 km, cách bãi biển Bình Châu 280m, cách Novaworld Hồ Tràm và Safari Hồ Tràm 150m. Có thể đi bộ qua ăn chơi nghỉ dưỡng bên Novaworld Hồ Tràm và đi sở thú Safari thoải mái. Do vị trí địa lý tọa lạc gần khu du lịch Hồ Tràm nên kết nối vùng nơi đây vô cùng thuận tiện. Vị trí mặt tiền với hàng loạt các tiện ích nội khu như chuỗi cửa hàng tiện ích, công viên, trường học và cảng biển với hải sản tươi mát. Cơ hội đầu tư và kinh doanh đầy tiềm năng khi dự án hội tụ đủ các yếu tố nghỉ dưỡng, du lịch, thương mại, công nghiệp. Dự án có pháp lý minh bạch và chỉn chu về hạ tầng, thiết kế khác biệt. Quy hoạch lô đất nằm ngay trong khu quy hoạch đất ở. Bên hông đất cách 3m có quy hoạch con đường 24m lộ giới đi ngang qua. Nếu mua luôn đất thì sẽ thành hai mặt tiền. Với những gì đang có, bất động sản Bình Châu sẽ được phát triển thành thiên đường nghỉ dưỡng tại khu vực phía Nam, giúp cho giá trị khai thác du lịch tại đây vô cùng lớn. Ngoài những loại hình bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp đang được phát triển và đang ở giai đoạn bão hòa, thì loại hình bất động sản đất nền ven biển sở hữu lâu dài, pháp lý minh bạch đang là kênh đầu tư tích sản được nhiều nhà đầu tư quan tâm hơn khi giá trị đầu tư thấp nhưng mang lại nhiều giá trị khai thác và tăng giá tốt hơn trong làn sóng dịch bệnh đang diễn ra như hiện tại và tương lai sắp tới thì nhu cầu du lịch đơn lẻ, tự túc, hội nhóm sẽ được tìm kiếm nhiều hơn, giúp cho việc tìm kiếm những dịch vụ du lịch ngắn ngày, homestay, nhà cho thuê riêng lẻ sẽ có điều kiện phát triển tốt hơn. Với diện tích là 689m², ngang 12,19m, dài 54,21m. Mục đích sử dụng đất nông nghiệp ONT hoặc 300m², đất trồng cây lâu năm CLN với giá bán 18 tỷ, hướng Đông Nam, pháp lý sổ hồng sẵn, sang tên ngay trong ngày. Cơ hội đầu tư hiện tại Hồ Tràm, Bình Châu được rất nhiều ông lớn bất động sản về đây xây dựng các khu nghỉ dưỡng tỷ đô, có cả sân golf, casino, vườn thú hoang dã đã giúp cho nơi đây thu hút nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đổ về và lô đất Bình Châu mặt tiền đường ven biển này là vô cùng hiếm nên cơ hội thắng lớn cho các nhà đầu tư khi lựa chọn nó. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi lắng nghe. Nếu biết thêm thông tin về lô đất, hãy liên hệ với Phước Sửu qua số điện thoại 0909 477 288 để được tư vấn chi tiết hơn về dự án.